Chào tất cả các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khóa học thực hành nhà cao tầng chuyên nghiệp. Hôm nay chúng ta sẽ học về cách lập cây thư mục trong Revit, như thế nào để quản lý hiệu quả. Bài học hôm nay là một bài học cực kỳ quan trọng, là nền tảng đầu tiên khi chúng ta bắt đầu quản lý thông tin trong quá trình triển khai dự án. Để bắt đầu bài học, chúng ta sẽ mở file thực hành ngày hôm trước lên. Hiện giờ chúng ta thấy rằng, mặc định phần mềm Revit cho chúng ta quản lý các views theo một nguyên tắc có sẵn. Giờ tôi sẽ chỉ cho các bạn tạo ra một cây thư mục phù hợp với quá trình quản lý thông tin. Đầu tiên tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách quản lý views trước, sau đó chúng ta sẽ học cách quản lý xích bản vẽ sau. Các bạn kích chuột phải vào một views trên cây thư mục Revit, rồi chọn vào cách tổ chức trình duyệt. Nó sẽ xuất hiện cho bạn một cửa sổ. Ở đây nó có sẵn cho chúng ta vài cái nhưng chúng ta sẽ không dùng. Mình sẽ tạo ra cái mới. Các bạn bấm vào New, đặt tên cho cái mình mới tạo ra, bấm OK, một cái cửa sổ hiện ra. Bạn tạm thời tắt nó đi, sau đó bạn sẽ tích vào cái mình mới tạo ra. Bạn bấm Apply rồi bấm OK. Bạn sẽ thấy sự thay đổi trên cách tổ chức views của chúng ta. Bây giờ các views đang không sắp xếp theo một trật tự nào cả, do chúng ta chưa thiết lập cho nó. Tiếp theo bạn vào mục quản lý, chọn mục thông số dự án. Một cửa sổ hiện ra, giờ chúng ta sẽ thêm một thông số mới. Các bạn bấm S, rồi đặt tên cho nó. Bạn di chuyển qua bên phải, kéo chọn vào mục Views. Rồi chọn loại text. Chọn text là để chúng ta có thể gõ chữ thủ công được. Sau đó bấm OK. Các bạn có thấy một thông số khi nãy chúng ta add đã được hiển thị ở đây. Sau đó bạn quay lại cái BIM khi nãy chúng ta tạo ra, chọn Edit. Một cửa sổ hiện ra, bạn chọn cái thông số khi nãy chúng ta tạo ra, chọn thêm cái Family Entity. Sau đó bấm OK, bạn sẽ thấy sự thay đổi. Bước tiếp theo chúng ta sẽ sắp xếp những views này theo cách quản lý của chúng ta. Khi chúng ta làm dự án, chúng ta sẽ phân loại thông tin tạo ra và thông tin chuyển đi. Thông tin tạo ra là thông tin chúng ta tạo lập trong quá trình model. Thông tin chuyển đi là thông tin với mục đích phát hành đi. Bạn chọn những cái views nguyên thủy này vào mục thông tin tạo lập. Các bạn chú ý đây là những views khi chúng ta vẽ, chúng ta sẽ vẽ ở đây. View này là để chúng ta tạo lập, không để trình bày hồ sơ trong này. Tương tự bạn sắp xếp các views còn lại vào mục tạo lập thông tin.
Vậy view nào là để trình bày hồ sơ? Để trình bày hồ sơ thì bạn tạo ra một view mới từ view nguyên thủy. Cụ thể là tôi sẽ vào tầng 1. Kích phải rồi chọn cách bạn muốn tạo ra view mới. Khi bạn tạo ra view mới, chúng ta sẽ đưa nó vào một thông tin chuyển đi. Bạn đặt tên lại. Bạn chú ý chỗ này cho kỹ. Trên mục view chúng ta sẽ phân ra hai loại. Một là view để tạo lập, hai là view để trình bày hồ sơ. Khi bạn muốn kéo một view vào khung tên thì chỉ được kéo ở một thông tin chuyển đi. Tôi ví dụ thêm vài cái. Các bạn chú ý, tôi sẽ tạo ra một mặt đứng AB chẳng hạn. Thì tôi sẽ đặt nó vào thông tin chuyển đi. Tôi thử tạo ra một bản vẽ. Tạm thời lấy khung tên có sẵn. Sau đó bạn kéo view vào khung tên, nên nhớ chỉ được kéo ở một thông tin chuyển đi, không được kéo view nguyên thủy vào. Ok, bài học hôm nay khó nên tôi sẽ tạm thời dừng ở đây. Bài học tiếp theo chúng ta sẽ học về cách quản lý sheet trên Revit. Bài học hôm nay cực kỳ quan trọng, bạn nào không hiểu thì để lại comment bên dưới mình sẽ giải đáp thêm. Chúc các bạn lĩnh hội được nhiều kiến thức. Hẹn gặp lại các bạn ở bài tiếp theo.